Xin chào anh em. Bây giờ mình vô đảo Quá Thường, mình săn cá ha, săn bot và xem sao nha. Hiện thì vàng của mình 1 tỷ 9 mấy, làm tròn 2 tỷ đi. 2B mình bắn đạn 200k nha, xem trong vòng khoảng 10 phút lờ lỗ thế nào nha anh em. Để anh em xem cho vui ha. Mình vừa ăn được con cá tam vĩ, ăn cá tam vĩ mà bắn như thế này là 6 mê, không lời bao nhiêu anh em, thậm chí là lỗ quá nha. Ăn con cá tam vĩ mà bắn cá không chết ha, là lỗ chắc luôn. Cũng hên xui anh em, có khi ăn được cá tam vĩ bắn ầm ầm luôn, cá nào cũng chết. Nhưng mà có khi bắn trơ trơ nha, bắn con boss trơ trơ nó không chết là lỗ chắc luôn. Và nhiều trường hợp nữa mà ăn đạn tam vĩ đạn 3 mà bắn không chết nha, mà anh em bắn đạn 2 chết. Wow, mình vừa ăn được con cá hổ săn mồi, quên luôn. Ăn cá hổ săn mồi này là chắc nha anh em. Đó, mình được 100 mê đấy, mới vô bắn cá ngọt ha, cá mềm dễ chết ha. Rồi để tới khoảng 10 phút sau tổng kết như thế nào nha anh em. Nếu cái đà này cá dễ chết như thế này thì lời ha. Nếu mà bắn đạn 200k trở lên, qua wow, ăn được cá tiên vàng. Đạn 200k trở lên mà bắn cá dễ chết đó ha, thì cũng mau lên vàng lắm. Nhưng mà cá không chết đó thì cũng xuống vàng rất mau nha anh em. Đặc biệt mình bắn đạn đôi nữa mà cá không chết đó thì xuống vàng lại lắm. Thường thấy anh em bắn cái phòng đảo Thường này là nhiều, tại vì cái phòng này là trước đây đến giờ rồi anh em thường bắn, nó cũng quen mặt cá ha. Cái con cá nào như thế nào như thế nào, bao nhiêu vàng, nhìn mặt cá mình biết ha. Còn mấy cái đảo khác như là hồ thủy sinh nè, Long Cung nè, rồi mấy cái phòng khác thì có khi mặt cá mình cũng chưa quen. Mà cá nó cũng rất trâu nha, mấy cái phòng đó là cá trâu lắm, cá trâu nhưng mà ăn được thì vàng cũng rất là cao nha anh em. Mình vừa ăn được cái con phượng hoàng lửa nè, tổng kết phượng hoàng lửa 30 mê. Bắn đạn 200k chơi đạn đôi nha, đạn đôi của mình còn mấy k đó, tương đối chơi được. Bơm của mình thì còn nhiều ha, còn mười mấy, 15-16k bơm thường. Siêu bơm thì cũng còn 1.000 mấy, 1.100-1.200 gì đó. Đóng băng thì còn mấy trăm, 700-800 gì đó. Hồng trăm thì cũng còn mấy trăm. Chết không? Cái con mèo hàng sấm này chết không? Mèo hàng sấm chết không? Chết mèo hàng sấm ơi. Yeah, wow, mình ăn được mèo hàng sấm, được 250 mê.
Như vậy là nếu mà bắn trong vòng 10 phút, tổng kết lại có lời với anh em. Ăn con mèo hàng sấm đó, kết hợp với có con rồng, mình được 250 mê ha. Cái con đồng tiền này nè, cái đồng tiền này mà bắn mình ăn vàng ha, rất dễ lên, nó nhanh lên level. Nhưng mà cái con đó cũng khó chết nha anh em. Thế vậy chứ bắn nó trời trời. Rồi mình chuyển qua phòng khác mình chơi đi, sợ nó hút lại. Anh em chú ý chơi mà y cá nè. Nếu mà anh em đầu tiên vô, anh em ăn được vài trăm mê rồi ha, hoặc là vài chục mê, nhưng có thể mình chuyển phòng khác ha. Nếu mình chơi cái phòng đó hoài thì nó nếu mà cá không chết thì nó sẽ hút lại nha anh em, nó hút vàng lại. Cho nên thường thấy mọi người, thấy các bạn cũng chuyển qua phòng khác chơi, hãy mình chuyển phòng xem bắn cá như thế nào ha. Hồi nãy cho một tỷ chín, một b chín, bây giờ là được gần 2B3 rồi, có lời khoảng 300 mê rồi anh em, khoảng 200 mấy, 300 mê. Mình ăn được cái con quá, ăn phượng hoàng lửa, đốt luôn cái con đạn tam vĩ luôn. Con cá hổ sông màu này chết không? Bơm, thả bơm, chống bơm. Đang ăn cái con đạn tam vĩ, bạn thả bơm, chơi chơi xấu, nhiều bạn chơi xấu tính đó. Thấy nhiều bạn chơi rất là xấu tính, thấy người ta ăn cái con này con kia cái thả bơm, chơi vậy là không đẹp. Nhiều anh em biết chơi cá, chơi biết chơi là không có chơi cái hành động đó. Ta đang ăn cái con một là ăn cái con phượng hoàng lửa, hai là ăn cái con tam vĩ, bắn đạn tam vĩ lâu lâu mới bắt được, chơi cho khả bơm. Mai mình có đạn chống bơm, mình có cái item chống bơm. Xem mình bắn con rồng này chết không anh em. Nếu không chết mình thoát ra nha. Rồi chắc khả năng không chết rồi. Rồi xin chào anh em nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Ngày mới tốt lành nha.